Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá ha. Và một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bà còn hung dữ. Nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình. Nên chúng mình mới khổ, bị đè đầu cưỡi cổ, bị sai dặt tùm lum. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì mấy cô. Nhiều lúc ăn dê rô còn nhỏ thì cười hô hố. Chỉ biết chắc cái xấu cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi, ăn gói xôi cũng không vô. Cầm quyển tập cho lên tường, nhỏ lớp trưởng chỉ nín canh. Rồi âm thầm quay bước đi, nghe thiên hạ đã đồn rằng đứa mới nhỏ đã nghẹn ngào tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó, nhỏ cũng không la ó và cũng không thèm ngó. Để mình qua một xó, chẳng còn ai chăm lo và mình tìm thấy tự do. Nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Đón lấp lánh trên cầu để chim hót ca tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngóng anh đâu biết được, thì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lúc chốc chờ anh vậy thôi. Đó là em ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng anh như nói rằng. Nói gì? You. Thôi thì làm con trai đã có lỗi thì xin lỗi. Bà đừng giận tôi nữa nha, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi xin hứa về sau sẽ không hay nổi cấu. Ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì mà bà sai bảo. Thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất. Nói ra một câu hứa đến bây giờ còn thấy hố. Trở thành một thằng ngố giống như là tỳ nô. Còn nhỏ thì là phú hộ, thỏa sức mà đô hộ. Mua bánh chén, mua nước ngọt, xách đôi giày, xách cái cặp. Cái gì mình cũng gặp, ôi thật là mất mặt. Trước cái lũ con trai chúng nó cứ đùa dai. Nhỏ thì cứ ra oai, thật tội nghiệp đời trai của mình. Vậy mà bây giờ còn nảy sinh thêm cái trò mới, phải cho mình cái iPhone, xài cái sim cúp bộ. Bắt mình làm xe ôm những lúc khi nhỏ chán. Không thì làm ông tám ngồi tàu đêm suốt sáng. Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, một thời gian bị hành hạ, và mình đã nhận ra đằng sau cái ác ma, nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như một thiên thần vậy. Đón lấp lánh trên cầu bầy chim hót ca tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngóng anh đâu biết được, thì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lúc chốc trêu anh vậy thôi. Đó và em ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng anh như nói rằng. Nói gì nữa? Bắt đầu thích vuốt gel, bắt đầu undercut, bắt đầu thích quét tai và bắt đầu thích đô hơn. Bắt đầu nghĩ vu vơ, bắt đầu biết mộng mơ, bắt đầu thích làm thơ rồi bắt đầu làm rapper. Kể từ ngày hôm đó và con mắt cứ hay dầm ngó về những nơi có nhỏ. Rồi từng bước chăm lo đến đám bạn thân của nhỏ, để mọi điều chưa rõ về nhỏ giờ sẽ được sáng tỏ. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, một bóng người đang cầm cuội học bài. Vì một tương lai ngày mai và vì một người con gái, không một ai chê bai vì mình là trai tài gái sắc. Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhóc? Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Thì tôi có 2 tấm vé được người ta cho free. Nếu bà rảnh thì cùng đi sao hả? Tự nhiên tốt quá ha, có ý đồ gì không dạ? Không có gì hết mà, quyết định vậy đi nha. Đúng 7 giờ tối không gặp không về. Chạy chuốt vuốt gel đều gần 3 tiếng đồng hồ. Cả chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý. Mang đôi Zanotti cộng thêm cái áo Givenchy và cái quần DC trông thật đẹp trai hi hi. Đi ngang tiệm hoa mua cho nhỏ một bó, xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng. Vì hôm nay là ngày quan trọng, bấy lâu nay mình chờ mong lời tỏ tình đầu lòng, cầu mong sẽ thành công. 1 phút 2 phút còn gần cả 100 phút. Biết nói gì mơ mộng cho nhỏ sẽ rung động. 1 giọt 2 giọt rồi cơn mưa ào tới, cuốn trôi niềm phấn khởi những hy vọng dần vơi. Chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng, nhìn dòng người ra vào, tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe thấy tiếng màn tán có một vụ tai nạn, là một cô gái trẻ trên người đầy máu me, chạy khắp nơi tìm kiếm. Còn mong xin đừng là nhỏ nha, còn mong nhỏ đừng tới. Mình chờ đợi cũng không sao, nhưng mà đến hiện trường nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp trưởng, cái người mà tôi đang thương. Ôm chặt nhỏ vào lòng thật xót xa, thật dây dứt, đừng có gì nha ấy. Vì mình chưa kịp cho ấy biết mình thích ấy biết mấy. Mình muốn được bên ấy quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho ấy suốt đời. Ngốc ơi là ngốc, tôi đâu có bị gì đâu mà ông ngồi đã than khóc. Mới chuyện chân đi không được, tại trời mưa như chút nước nên tôi không đến sớm được. Còn không biết mà đỡ tôi dậy làm gì mà ngồi đấy mà sao. Ngốc quá dậy chờ hoài mà không thấy, tới tắm mưa đây lắm sao. Rồi ngày mai ông bệnh, ai làm mưu sinh cho tôi, còn ai để tôi bắt nạt, còn ai cùng tôi đi chơi. Thiệt là ngốc quá trời. Trời, vậy là không có sao hả? Trời trời, vậy là không có gì à? Trời trời, vậy là tôi bị hố tập 2 nữa hả trời? Thôi chết tôi rồi. Đừng có quên những lời ban nãy ông đã nói. Nói gì? Có biết gì không, những ngày qua tôi chờ mong mà ông để tôi ngóng trông, đúng là
đồ ngốc chứ gì.